Đinh Quang Thái xin chào kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là phần điểm tin sáng thứ năm mùng 2 tháng 7 năm 2015. Tin hãng thông tấn UPI cho biết là một chiếc phà đã chìm trên hòn đảo tên là Late Island ở bên Philippines, gây thiệt mạng tối thiểu cho 36 người. Chiếc phà này chở 173 người đã và đã bị lật ngoài khơi. Nguyên nhân gây ra tai nạn người ta chưa biết nhưng mà người ta ngờ rằng do sóng cao và gió quá mạnh. 70 người đã được đưa vào bờ an toàn. Trong khi đó thì nỗ lực cứu trợ vẫn được tiếp tục tại khu vực xảy ra tai nạn. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua tại tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama đã nói với Tổng thống của Brazil là bà Dilma Rousseff đến thăm Hoa Kỳ rằng ông và người Mỹ không phải lo ngại lắm về những cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Hy Lạp và ông tin rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu và chính phủ Hy Lạp sẽ tìm được một đường hướng để giữ Hy Lạp ở trong các nước sử dụng đồng tiền euro nhưng ông cũng thừa nhận rằng không thể hoàn toàn làm ngơ đối với cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp. Người dân tại xứ này sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày mùng 5 sắp tới đây đáp lại một đề nghị của các nhà cấp tín dụng quốc tế đưa ra. Đề nghị này sẽ đưa tới hai kết quả, nếu đề nghị đó được uh, bị từ chối thì Hy Lạp có thể sẽ bị đẩy ra khỏi khối sử dụng đồng tiền euro. Còn nếu trong trường hợp mà dân chúng chấp thuận cái lời trưng cầu dân ý này, thì chính phủ Hy Lạp có thể sẽ bị sụp đổ. Các nhà lãnh đạo thuộc các nước Liên Hiệp Âu Châu đã hối thúc chính phủ Hy Lạp chấp nhận các biện pháp kiểm ước, thí dụ như cắt giảm hưu bổng và tăng thuế, nhưng cũng lo ngại về sự rối loạn mà cuộc khủng hoảng của Hy Lạp có thể gây ra cho các thị trường trên thế giới. Các nước Tây Âu đang trải qua một cái đợt nóng khủng khiếp vào đầu hè, có thể kéo dài trong nhiều ngày và gây nguy hại đến sức khỏe cho những người um, già và những người không chịu nổi một cơn nóng khắc nghiệt như hiện nay. Từ Bồ Đào Nha qua tới Anh Quốc cho đến Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức và vùng Bắc Ý, nhiệt độ có nhiều nơi đã lên tới 100 độ Fahrenheit tức là khoảng 40 độ C rút kinh nghiệm từ đợt nóng gây chết người năm 2003, các chính phủ đã đưa ra một loạt những biện pháp kêu gọi người già và trẻ em cũng như những người dễ bị tổn thương không nên ra đường nếu trong trường hợp không cần thiết. Hầu hết lãnh thổ Tây Ban Nha đang ở trong tình trạng cảnh báo về cháy. Và tại Pháp thì Bộ trưởng Y tế của xứ này nói rằng dân chúng Paris và những vùng phụ cận nên tránh sử dụng xe hơi hoặc hoãn các vị di chuyển Đồng thời ông kêu gọi chủ tất cả các doanh nghiệp nên có thể thay đổi giờ giấc làm việc nếu họ có thể tiến hành được việc đó. Không chỉ đối với người thôi. Thưa quý vị, một sở thú tại Bordeaux có một con cọp trắng và con cọp này được nhận một khẩu phần ăn là những con gà mà được bọc trong nước đá để giải nhiệt. Hồi năm 2003 thì đợt nóng được gọi là nóng nhất thế kỷ tại Pháp đã làm cho 19.000 người thiệt mạng nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Barack Obama nhằm tái lập quan hệ bang giao với Cuba đang gặp sự chống đối của các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa ở cả hai viện Thượng viện lẫn Hạ viện. Tuần trước, thì một số dân biểu Cộng Hòa đã đề trình một cái dự luật tại Hạ viện đề nghị cấm công dân Mỹ tham gia vào bất kỳ những hoạt động giao dịch tài chính nào với quân đội hoặc là bộ nội vụ của Cuba để nhằm bảo đảm rằng dân chúng Cuba chứ không phải là vùng máy quân đội được hưởng tất cả những lợi ích do những cái sự giao dịch này. Theo lời của nghị sĩ Marco Rubio, thì phần lớn thương vụ du lịch ở Cuba đều nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, nên mỗi một đồng Mỹ kim mà dân chúng Hoa Kỳ chi ra sẽ lọt vào tay quân đội Cuba và quân đội này sẽ dùng tiền để củng cố cái sức mạnh của họ, làm giàu cho bản thân và đồng thời áp bức dân chúng. Tình trạng này không khác gì tại Việt Nam cả dưới chế độ cộng sản. Các doanh nghiệp uh, tư nhân cũng như công sở tại nước Mỹ đã tạo thêm được 223.000 việc làm trong tháng 6 vừa qua và mức thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%, thấp nhất trong vòng 7 năm vừa qua. Hai lĩnh vực khả quan nhất đó là ngành y tế khi thâu thêm được 53.000 việc làm và ngành bán lẻ nhận thêm được 33.000 người. Tuy nhiên, mức lương nhân viên vẫn không tăng và chỉ số của thị trường lao động vẫn không hoàn toàn lạc quan. Tất cả các dự kiến này cho thấy sự trồi rụt của thị trường lao động đang trên đường phục hồi sau thời kỳ đại suy thoái bắt đầu từ năm 2007 vừa qua. Thưa quý khán giả, năm nay thì nhằm chào mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7. Một bản sao của một chiếc tàu chiến Pháp đã tiến vào hải cảng New York ngày hôm qua sau một cuộc hải trình kéo dài 37 ngày. Chiếc tàu này đã từng chở một vị tướng Pháp tên là Lafayette và chiếc tàu mang tên là Le Minon đã đến Bắc Mỹ trong sứ mạng ủng hộ cuộc cách mạng của người Mỹ tranh đấu đòi độc lập khỏi sự cai trị của người Anh năm 1780. Chiếc tàu này đem theo thông điệp của thủ yếu chính phủ Pháp do đích tay của tướng Lafayette trao, nói rằng chính phủ Pháp sẽ gửi một đạo quân lớn và dành sự hỗ trợ hải quân cho quân đội cách mạng đang trong thời điểm lịch sử lúc bây giờ. Trong các buổi lễ mừng độc lập 4 tháng 7 sắp tới tại khu vực thủ đô Hà Thịnh Đốn, thì chiếc tàu này sẽ dẫn đầu 100 chiếc tàu khác chạy ngang qua tượng nữ thần tự do. Chúng ta ai cũng biết nữ thần tự do là một món quà tặng của nước Pháp để kỷ niệm 100 năm bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào các hãng hàng không của nước Mỹ và đi tới một kết luận tạm thời rằng những hãng hàng không này đã thông đồng với nhau trong việc hạn chế số ghế ngồi trên máy bay để có thể giữ giá vé bán cao hơn sau một loạt những cuộc sát nhập giữa các hãng hàng không bắt đầu từ năm 2008 giữa American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines và United Airways cũng như là Airlines, thì uh, tất cả những hãng này hiện nay chi phối vào khoảng 80% số ghế trên các chuyến bay. Giữ vé máy bay quốc nội uh, thì họ đã tăng giá vé từ 13% từ năm 2009 cho đến năm 2014, chưa kể đến hàng tỷ đô la mà các hãng này thu được từ nhiều cái chi phí khác nhau. Thí dụ mỗi hành khách bây giờ mà muốn gửi một đồ vali lên trên máy bay đó, thì phải trả 25 Mỹ Kim và 200 Mỹ Kim cho mỗi một lần mà họ muốn đổi chuyến bay. Trong 12 tháng vừa qua thì tổng số thu thêm của các hãng hàng không là vào khoảng 3 tỷ 700 triệu Mỹ Kim tiền gửi hành lý và trên 3 tỷ các lệ phí khác khi mà hành khách cần đổi chuyến bay năm nay thì các hãng hàng không còn kiếm tiền nhiều hơn nữa bởi vì nhiên liệu trên thế giới đang giảm và chúng ta biết là máy bay tốn tiền nhiều nhất đó là xăng. Và cuối cùng thì tin liên quan đến nhà tỷ phú bất động sản Donald Trump. Sau cái lời tuyên bố của ông mang tính cách mạ lị cộng đồng di dân người Mế Tây Cơ, mà khi ông nói rằng di dân Mế mang ma túy và tội phạm vào Hoa Kỳ và họ là bọn hiếp dâm, thì thưa quý vị ông đã gặp một loạt những cuộc tẩy chay từ ca sĩ nhạc rap Florida và Florida vừa mới tuyên bố là rút lui không trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Miss USA tháng này đồng thời công ty thời trang Macy ngày hôm qua cũng đã tẩy chay những hàng hóa của Donald Trump bán tại cửa hàng Macy và đồng thời cuộc thi Hoa hậu cũng đã mất đi hai người dẫn chương trình tức là người hai MC thứ nhất là cô Cheryl Burke, vũ công của Dancing with the Star và người phụ trách chương trình tin tức của đài NBC là ông Thomas Robert. Ừ, trong phần phát biểu thì ông Donald Trump quả tình đã gây ra phẫn nộ đối với cộng đồng người Mỹ gốc mế. Các đài truyền hình NBC, Univision nói tiếng Tây Ban Nha, đài Ora TV và Televisa thuộc hệ thống truyền hình Mexico đều chấm dứt hợp đồng với ông Trump. Ông Trump ngày hôm qua đã nộp đơn kiện Đài truyền hình Univision đòi bồi thường 500 triệu Mỹ kim vì ông cho rằng nó vi phạm hợp đồng không chịu phát hình cuộc thi hoa hậu Miss USA và Miss Universe. Tổ chức Rick Martin Foundation cũng loan báo họ sẽ rút lui không dự cuộc thi đánh golf trên phần đất thuộc sở hữu của ông Trump. À, cái sự việc của ông Trump làm chúng tôi nhớ đến lời phát biểu của tổng thống uh, Bush Bush bố đó là thân phụ của Tổng thống George W. Bush Khi ông đến thăm một trường tiểu học Thì có một cậu bé đứng dậy hỏi là um, How to become a president Làm cách nào để trở thành Tổng thống Thì uh, ông Bush Đã nhìn vào mắt cậu bé đó bảo ông nói như thế này You have to keep yourself clean since you are seven Tức là cháu phải giữ cho bản thân cháu Được thanh sạch kể từ năm 7 tuổi Đình Quang Thái xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình điểm tin sáng mai